Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Lâm TV chốc phần chơi Minecraft Top 3 Mình đã quay trở về nhà sau khi thu gom được rất là nhiều thứ Cũng như là chúng ta sẽ có đầy đủ ba món cần thiết để triệu hồi Thì cái trứng không tính là cái trứng dễ quá mà ba món cần thiết để triệu hồi Mother Silverfish á Đầu tiên là ta sẽ có Silverfish Heart thu nè Rồi gì nữa Lấy xuống Nó còn có cái Retour nữa Đây là Retour starter và trứng trứng thì bình thường trứng một đống đầy ra đó luôn không sợ thiếu Rồi, và mình cũng làm thêm hai cái machine frame thì cái crusher đây là mob crusher à, mob crusher này có một vấn đề là nó từ trước tới giờ chưa bao giờ mob crusher có thể hạ gục được Widowbot ha chưa bao giờ luôn này muốn biết dễ lắm qua test world test cái biết liền còn thích kinh nghiệm xương máu thì cứ triệu hồi ngay tại đây là ra liền gì đâu Căng thẳng lắm á, à. không có giỡn được đâu nha Static tay uh, Stasis chứ Stasis Chamber Đây, làm thêm cái Stasis Chamber nữa Thì cái mob Rusher này sẵn đây làm luôn Nhà muốn coi triệu hồi Wither Boss gì Triệu hồi xong nó phá banh chành hết luôn á <laughs> Ghê lắm Rồi và còn một cái thắc mắc nữa thì tại sao mình lại phải sử dụng đồ vanilla làm gì bây giờ tới thời điểm này hả làm đồ của project e là được rồi nè project e nha ta sẽ có dark matter helmet bấm vô cái thôi silver fish heart Đâu ra không có không có thì phải đi kiếm còn muốn nâng cấp lên này thì sao red matter bình thường nhưng nó cần có dark matter trước mà muốn có dark matter cần phải có trái tim À, có trái tim đây là công thức của trái tim công thức gì mà căng quá vậy sẽ có Reagan ép gì ở đây nữa nè thấy không thấy căng thẳng không đâu làm được đâu bị hạ gục bó đi không hạ gục boss thì khỏi có để tê lê ra cái ra đây Mother Silverfish Ăn quá ta Để đây nó có phá quỷ không Giờ để coi coi Golden Apple À khoan À, Project Y e có gì chúng ta? Có gì để có thể chơi được không? Project Y e, này là Interdiction Torch, à, đẩy mấy con kia ra thôi. Nó không có mất cái uh, đá hiền chiết đâu, nhưng mà chưa được ha. Mấy cái Dark Matter này hầu hết tất cả mọi món đồ luôn đều đòi hỏi Mother Silverfish hết. Nên là chúng ta bắt buộc phải đánh. Có cái gì không Void Ring? Harvest got the spin. Ignition Có cái gì hồi máu không ta Đúng rồi ha Kiếm cái gì hồi máu Ring up Arcana Black hole Fire arrow Tăng tốc độ Lava <laughs> Lava thôi Rồi thôi khỏi ừ. Chuẩn bị tinh thần Giờ chỉ cần coi Golden Apple thôi Mình làm được cái enchanted không Wow, hình trên tịch công thức empty nữa hả? Golden Apple không có vậy là in trên tịch xài hết rồi thành ra không có rồi và ta gắn cái tay xích chem bở bên dưới á thì sẽ khiến cho cái con uh, fish không có bị đánh được không đánh nó được giống như wither bot vậy đó giờ chắc mình phải gắn cái tay xích chem bờ ở phía bên dưới quá đây đập ra đập ra chúng ta gắn xuống dưới dead coral horn block hả mở lên coi tầm chưa tới đâu Grand at on Grand at on 8 thôi 12 bự lắm một Cái này nó không có tăng tầm chứ quên Này nó không tăng tầm Này là Grand nè Nó không có tăng tầm Nghĩa là bật lên là xài, bật lên là xài Một okay, cái sweep whoop rồi Phải để dưới đó mới xài được Nó chưa được cấp điện đó mà Đây, gắn xuống Mở lên Chỗ này sẽ là Silver fish à? Silverfish. chữ mother silver fish đi cho dễ hiểu tại sao mình lại kêu là Mother Silverfish Thì lát nữa chúng ta sẽ được biết Lý do vì sao nó là Mother à, Để đó nha Chặn lại luôn đi Dead Coral rồi xong dính này kìa Chúc mừng bạn Bạn đã dính Chạy rồi đó Đơn giản lắm Nó chút xíu là chạy à Chạy cái tầm ghê lắm Rồi bây giờ chúng ta bỏ ba thứ rồi chồng bốn thứ chứ Đây 16 lận nha bỏ một cái thôi để lấy cho nó đầy đủ cứ đúng 16 đi đừng có bỏ nhiều hơn bỏ vô thấy nó lơ lửng ghê gớm không tấm phải chuột vô và còn đây 16 16 nè đó giờ chỉ cần cái retour starter ấm vô một cái chuẩn bị tinh thần chưa chuẩn bị nha bấm Bing đi starter ghê hồng ghê hông, thấy cảm giác ma mị ghê chưa rồi để coi thử coi nó có bị khóa lại ngay đó không nha đó, xong rồi đó bấm vậy là xong rồi không có cần làm gì nữa đó rồi nó chuẩn bị nó triệu hồi bum trân trọng giới thiệu mother Silverfish <laughs> bị mình khóa rồi không khóa là ta mệt lắm đó À, cứ hốt hết mấy con này một cái ao ao con xương này 50 chục giọt luôn bộ không phải ít đâu yên đâu ê được ha được ha rồi hay quá khóa lại một cái dễ chơi ờ à, nó di chuyển có sao không ta <laughs> 900 giọt hả? <laughs> Rồi, coi liền Mop Crusher Đây Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao không xài Mop Crusher Rồi, Rain It on đâu Rain on Giờ có đất dụng vỏ này nè Chơi 12 luôn đi, cho nó bự Ở vô Bao luôn, bao nguyên khu luôn Rồi còn thiếu gì nữa Điện, điện đâu Điện, điện, cấp điện vô Bụp, bụp Rồi tạm thời không cần đâu Và chắc chắn là nó không hoạt động không liên quan đến con trùm hết á chỉ có những con bình thường ví dụ như con xương hồi nãy thì nó sẽ hốt thôi còn uh, mấy con khác thì không nha we cũng vậy ender Dragon cũng vậy cái crusher này không hạ gục được những con thuộc dạng là bot bot là chùm á chín trăm giọt luôn cái này không có file xử lý 200 iq thì làm sao chịu nổi chín trăm giọt rồi nó còn chơi lum lum hết ở khi nào chúng ta mạnh đi rồi chúng ta sẽ hả chịu hồi linh đánh một cách chính diện với nó còn bây giờ là tuyệt chiêu <laughs> và hạ gục nó là sẽ có được mother ở à đây là silver fish hết còn nó là mother silver fish nè nó cũng là lý do vì sao mình gọi cái tên đó đang bốc lửa ghê gớm không rồi chém 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 ta cần bao nhiêu cái ta Hình như cần một cái thôi Mình cần uh, một cái silver fish hết đó Nó có hồi phục lại không Nãy giờ đang chém mỗi tay luôn nè 900 giọt Có vẻ như nó cũng sẽ có hồi phục á Nhưng mà nhờ vào lửa Thì nó sẽ không có tăng cái máu lên nhanh quá Lửa cháy gây sát thương mà Quá dữ quá dữ 37 bảy 75 xong và trái tim đây, Mother Silverfish rồi xong hết triệu hồi được luôn ta, phải đi qua cái khu uh, Nether đạo kiếm thêm rồi Epic Shading Bát, rồi đây là trái tim nè, có trái tim, rồi coi đồ chơi này coi Minh Tiny Pie thôi bình thường ha, rồi thì ta sẽ có cái này đưa vô công thức gì? Đây công thức này Đây là công thức của những món mà vô cùng kinh khủng rồi <laughs> Ghê không Thấy kinh khủng không Cái gì cũng cần silverfish fish hết hết á Vậy thì làm sao để có được món này mà không cần phải chặt chém quá nhiều Ta sẽ cần phải làm trích me cham bốn cái luôn hả Rồi xong thì phải kiếm được uh, thêm rồi Vậy là phải đi mò thêm rồi Oh no liền bốn cái lận nhiều quá bốn cái thì bốn cái thôi Giờ đâu chịu hồi thêm con nữa được đâu. Bốn cái Rickmy cham bốn cái thì mới làm được một cái Rickmy. Rickmy, đây là Rickmy. Retro, Biden Rickmy mấy bữa thấy có. Không biết là có thường quá được lấy xài luôn không thôi, hay là phải chịu hồi nữa. Còn này là Rickmy cham sọt gem có không? Sọt gem không có là phải im chuyển đổi. Sọt 500. Im build vô, cái này là của Act Noval ha làm phép á là kiểm tra coi okay. có sọt không chỉ chỉ chèm thôi ô oh, được hai cục chắc từ bé ông con đường lên đây còn hơi căng có cái này rồi thì mới xài được ha rồi như vậy là phải quay lại những cái khu nether gì này nọ đó bắt đầu đi mò thêm chưa đủ để xài có cái spawner đóng gói lại chó nhanh đập chậm quá đóng gói luôn đập á thì nó sẽ không có rớt được uh, nhanh ra là nó bể gì này nọ bây giờ cần thì đóng gói ha mấy cái này nó khó chịu quá đóng gói cất đi mấy cái uh, thùng uh, giấy này dễ làm lắm chúng ta đi coi thắp sáng thắp sáng con đường lên và nhìn coi có tình hình gì trong này ghê gớm không không có thuốc nổ là được Đừng có nổ ở trong mặt tôi Tiny Pie Circuit Red The Brick Protection Cấp độ 3 bình thường ha Thực tế mấy món đó không cần lấy cũng được nữa Đâu có gì giá trị nữa đâu Giờ ta chỉ đi ngang qua coi thôi Và có thùng 7 nè bà con ơi TNT nè thấy không Đó Và nếu ai tin mắt Thì cũng đã nhìn thấy Ensign Debris ở ngay tại đây The Cái này uh, thích lấy thì lấy Không lấy thì cũng thôi luôn Đơn giản là mình có một đống rồi Có máy đào rồi Giờ xịn lắm Có máy đào là đào hết luôn Không có cần phải tốn nhiều công sức nữa Fire aspect, potato recovery <laughs> Get Black blackstone kìa Witch hả à, Được á Potato, fire aspect Nó sẽ cất món này vô lấy cái silver fish hết ra lại chứ cái retro cũng cần phải giữ lại ao 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 thịt heo hả rồi trong này thế nào cũng có đồ nữa nhiều quá rồi không lấy ha mấy cái này đâu có gì lạ đâu thiệt luôn á không có gì lạ hết trơn hết đó có nổ gì không đây lock up card đi vô trong đây là chủ yếu là kiếm những cái phần nào mà chúng ta không thể nào mà làm được đó. Ow, 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 ow. Nó có mấy khu xanh xanh, Nalium World. Rồi như vậy, còn đầu bên đây Guardian cũng hay ra đập ra coi có gì đặc biệt nữa sắp nợ thôi smile cấp độ 4 mai <laughs> cấp độ 4 cũng đặc biệt đó hôm này vàng hả vàng gì đó chứ vàng thì thôi khỏi nhiều lắm rồi vàng với sắt quá chừng luôn chúng ta coi coi 21 đủ để triệu hồi một lần nữa mình phải kiếm được 48 Cái này 37 37 thì vẫn còn thiếu Cũng phải là 48 thì mới đủ Giờ để mình đi một vòng Quét hết toàn bộ những gì mình tìm được Ở đây là một cái chỗ mà mình đã từng đi vô rồi Nhưng mà mình vô không có nhìn lên ha Chúng ta chỉ nhìn ở đây thôi Và chịu khó nhìn lên chút xíu nữa Một đống đồ Nãy giờ đang gom Gom hết luôn Không gom hết đó hả là để lại là sẽ có nhiều bạn thắc mắc sao mình không lấy nữa ha này thì đồ nó có nhiều rồi cho nên chúng ta không lấy cũng được không sao hết chừng nào đồ mà không có kìa ta phải cố gắng lấy nhất là lấy cục này nữa nè đập luôn đi có cái block breaker chắc xài cái này nhanh hơn á cặp tay lâu quá rồi không có gì nữa ở bên dưới và tất nhiên là khu này cũng sẽ có nãy không kiểm tra giờ nhìn lại thấy có thì vô bóc hốt có xương hả Anderson the Priest bỏ vô đó và kiểm tra vòng nữa có gì nữa có gì nữa đây đã lắm nha Ủa sao có cục này hoài ta nhớ mình đâu có lấy cái đó đâu đâu ra ra hoài à cho nè mấy đứa đó mấy cái đó cần gì đâu cứ bỏ lại đi rồi ai muốn lấy thì lấy Này, chúng ta đưa về hệ thống chính luôn Netherite Scrap cũng rất là nhiều Hầu như nếu các bạn chịu khó đi vô đây khám phá thì cũng sẽ không thiếu Rồi biết nãy đâu ra rồi Nãy bên kia tượng nó cho mình á Do cái khả năng hút đồ của cái magnet hay là cái 500 nó quá xịn Thành ra mình hút đồ đâu đâu đâu, đâu bay tới hết trơn hết á Những cái thùng là mình đập hết Còn để lại là những cái đồ bình thường thôi Những cái barrel á, những cái thùng phi thì để lại đó Giờ có chỗ này lạ nè, ủa đâu rồi cái chỗ này lạ nè chỗ này parkour đó ghê hồng parkour nhớ nhìn nhìn lên coi parkour có gì không wow gì đây with a skeleton đóng lại liền đập ra with a skeleton còn gì nữa không đó bởi vậy hỏi còn gì nữa không là nhiều khi rớt xuống luôn á ta không thích như vậy nữa đúng không? Đặt lửa đi. Ánh lửa. Không có. Water. À, water, water. Câu hỏi lớn được đặt ra là ở đây bỏ trứng nước được không? Vậy 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 quỷ lửa. Bập. Tất nhiên là bỏ trứng nước được. Bởi vì chỗ này đâu có phải là nether thực thụ đâu. À, quỷ lửa xuất hiện đầu. À? lửa. Có spawn không Ủa nó không có spawn ta? Có chứ. Nè, có chân nè, có chân nè. Người ta chơi cái màu á giống giống nhau á thấy không? Chỉ cần lộn chút xíu thôi là một phát lên đường luôn. Giờ nãy giờ mình kiếm được 28 mà tính ra cái này nó cũng hơi bị khó tìm luôn á. Một lần kiếm được có một hai cái gì à Không có nhiều lắm Nó Nhìn lên trên đầu ha Nhìn lên trên đầu Anson the Bridge kìa <laughs> Không cần lấy nữa luôn á Ok cái này đem hết về được nè Có được một cái nữa Thì mình sẽ đi tiếp Rồi chúng ta cũng sẽ đi vòng qua cái đinh trên đá nữa Để chúng ta lấy thêm những cái phần Cold Silver Fish Shack Khu vực này nhiều bẫy ghê luôn á Mới kích nổ thêm thùng nữa rồi xém nữa kích nổ bên thùng bên này nữa Chúng ta muốn đi kiếm thêm cái khâu siêu phết sát nó cũng không có yên ổn lắm nha Rồi đầu bên kia là có mấy con Piglin nữa kìa Hotlin nữa chứ Không phải Piglin Hotlin Hotlin nó mới khó chịu Hotlin là mấy con heo á Ở đây là Wither Rose Đập ra lấy Wither Rose Rồi uh, Cái này có cần không? Lấy hết mấy cọng dây xích này luôn Lấy cái này luôn Đưa mấy cọng dây đó lại cho tôi Mấy công dây nó làm không khó Nhưng mà mất công làm thôi Có thì bóc hốt Trên kia có hai cái kia Cái này để đây làm thấy ghê vậy Đúng là làm thấy ghê thiệt Nhìn nó có gì đó rất là đặc biệt Lấy hết Chúng ta có tổng cộng 35 rồi Con đường 48 cũng gần tới Giờ ra ngoài kia tiếp tục Để, để coi cái này một cái nha Mở lên Trong này mà nổ nữa thôi luôn á Power Protection Efficiency bỏ Mending for Trần Mending với for còn tạm Và có những món đồ đang bay theo mình Nãy giờ mình đi vòng vòng khám phá Kiếm được rất là nhiều thứ thú vị luôn Nhưng mà cái thứ thú vị nhất đang nằm ở dưới Từ từ nha Đấy Lâu hư cấp độ 9 Kháng lửa cấp độ 10 Cũng khiếp chưa Kiện kiện liền Và có 57 cái này luôn 57 cái này là quay lại được rồi đó ta không có cần quá nhiều đâu mà chỗ này thì tới đây thôi cũng được cẩn thận kìa nổ bên dưới nổ bành chành bây giờ đập ra rồi đập ra đập ra đập ra cất vô ao 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 rồi bây giờ quay về đi thẳng về nhà luôn bãi về cây okay, kia đâu rồi qua đây qua bên này chúng ta sẽ lấy ở trong đây kinh nghiệm vẫn còn đúng không trai đình bây giờ quên mất cây trai đình luôn tại sao không quăng cây trai đình vô cường quá mending unbreaking impelling royalty đâu loyalty chưa có loyalty chưa có thì sao tách ra thôi chứ sao còn nếu mà cường quá bình thường á thì không đảm bảo lắm ha không đảm bảo là mình sẽ có được loyalty cũng không đảm bảo lắm trong những cái phần cường quá cần thiết bây giờ đi qua đây một cái để cường quá cây đó lấy ra chọi rút on cái đi đâu oh. lên nổi không ta 78 triệu hả cái này cường quá được luôn Ở à, tăng tầm tăng tầm tăng tầm thì tăng tầm tăng tầm cấp độ 3 thôi rồi xong bỏ lên oh, hay quá Loyalty Loyalty Impelling Unbreaking ơi gì ghê vậy Ghê thiệt luôn Rồi đã có loyalty rồi nha Thì không cần loyal Không cần có Impelling bên này nữa Unbreaking có luôn đúng không Chỉ còn thiếu Mending Mending với gì nữa Cây này Cây này là có Loyalty để nó quay ngược lại á Giờ lên chọi Bang Quay về Bang Quay về <laughs> Nghe ghê quá rồi giờ ta bỏ vô Mending Mending đâu Đây là Mending Xong luôn Đầy đủ món ăn chơi Giờ có thể khắc chế những cái con ở đằng xa rồi đó Mấy cái con mà hả Rất là khó chịu Rồi tại sao nó dính dính vô hoài ta Mớp farm Spawner Cục này chắc dời qua bên quá Tăng cái tầm lên làm gì vậy Thiệt luôn á Tăng cái tầm lên xong á Lát nữa người ta sẽ xài rất là mệt đó nha Rồi Cho vô chổng hết đi Giờ còn quay lại bên stone Stone hả Stone là chỗ này Không stone dưới này Ủa à... Ủa Ê chết rồi Không có Không có luôn Không có không có Nether nè, Nether đi end bot. Rồi. <laughs> quên mất chỗ đó luôn rồi. Oh no, oh no. Đi lấy. Rồi phải làm ra cho bên đó nữa. Ồ mà lần trước chạy ra đó rồi. Có có đặt nhưng mà chưa có cho vô. À nhớ lộn, nhớ lộn. Void miner and ring. Nether ring outer ring. Ủa vậy cái cái đó đâu? Ủa mình có để mà Bay Đại hồ qua này đi về nhà chắc luôn Kìa vậy dạ? Voi miner Gì voi miner Ở vậy Chất quất rồi này là On ring Đá thôi Tự nhiên voi miner Voi miner gì đây nhớ chỉnh lại cho đúng gì đây người nhà trời người nhà trời bán gì đây sách gì đây run run lick run lick tom có gì đặc biệt trong cuốn đó mua được bao nhiêu cuốn của người nhà trời đấy bùm mua được một cuốn mà thôi cuốn này mở lên coi không thấy gì hết để cái khiên xuống bấm không được ha cuốn này cũng chữ gì á đọc cũng không có hiểu nữa Giờ cất đi Chúng ta không cần đốt cũng được nữa Giờ chọi gia đình thôi à. Ở bên đây ở bên đây hôm bữa đang đi nhưng mà bị tấn công khủng khiếp quá Chưa có kịp làm gì hết trơn hết á là bị tấn công à Mấy đường này thì đi rồi giờ chỉ còn mấy đường bên đây thôi Cái chỗ này nó mệt lắm Ở đây là lục tìm hết rồi ha cái con đường này là đường cục ờ như vậy là chúng ta chỉ có thể tiến lên thôi tiến lên ăn gì đây gì vậy chọi cho một cái cứ ở đó mà xạo xạo hả em thiệt luôn á bây giờ mới tới thôi à mấy em này gây sự ức chế vô cùng lớn cái con uh, vindicator đó đội nó ôi né được hay vậy dẫn mặt nè Rồi ta coi coi spawner gì spawner gì không biết rồi nổ bánh chành luôn ôi cái spawner đó khó chịu quá Thiệt luôn á Bây giờ uh, cách tốt nhất á Là chúng ta có thể Chơi Mega top vô Rồi vô trọng xử lý tiếp thôi Ở đây toàn là mấy cái con uh, Rất là khó chịu xuất hiện từ cái Big Spawner Không à Bây giờ mình sẽ làm công thức này 20 cây Interdiction Torch Đây là một cây đuốc Mà có khả năng đẩy lùi Nghĩa là những con quái Mà nó chạy lại gần trong phạm vi của cây đuốc á nó sẽ bị đẩy lùi ha nè, ví dụ như cái này đó, nó không thể nào nó phát nổ được bích bon đẩy ra hết để làm gì để đập này cho dễ đập cái này nè cái này thắp sáng thì những con quái vẫn xuất hiện không có cái này thì nó rất là khó chịu luôn á tất cả những mũi tên bị bắn vô cũng không thể nào mà có thể gây sát thương được cho mình luôn thấy không thấy ghê không Ủa rồi cái cây của tôi đâu rồi Ai à, chải cây lại đây <cười> <cười> Hay quá Gắn cái interdiction thoát vô <laughs> Nó đi luôn cái cây Nó không có thế nào mà nó quay ngược vô trong người mình được hết trơn hết á Rồi mấy con kia hả Đừng có mơ mà lại gần Siêu đinh Phát nổ, phát nổ, phát nổ Nổ thì cho nổ rồi không sao hết trơn hết á. Hại ghê luôn á. Có mấy em cứ bye 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 bye, không thể nào lại gần được. Cũng không làm gì được hết. Nó sẽ rất là ức chế đó nha. Nhưng mà cái cây mình chọi ra mình cũng không lấy lại được luôn. Có mấy cái mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ đi kiếm cho đủ 48 cái câu silver fish. Wow. Câu silver fish đó đâu? rồi cũng tự tin mở ghê luôn á chứ mở xong rồi mới coi dễ rồi con nhện nó dính nó chảnh luôn rồi kìa ở có cái thùng ở trên kia kìa cái thùng ở trên đó lấy cái swoop swoop ra bay lên để chúng ta đứng trên đây mở lên lấy đồ cũng không có gì đặc biệt lắm ha mở lên cất đồ vô xong rồi lấy cái thùng rồi và chỗ này là big spawner nè một cái cực kỳ đáng ghét nãy giờ nó không xuất hiện thêm quái cũng đỡ cho mình đi thắp sáng vòng, vòng xung quanh hết luôn đảm bảo là không có một chỗ nào tối hết chỉ cần có một chỗ tối thôi ví dụ như bên kia tường xuất hiện liền thấy không và đặt cây đuốc này là chặn đường mấy con quái lại hết liền chúng ta sẽ có gì bên dưới này đây lấy cái sweep up cất đi rồi kiểm tra từng cục luôn á kiểm tra từng cục mới được còn gì nữa nó có cái khối barrier ở đó rồi đầu này đầu này đầu kia và tập ra ổ khoan tập ra được sách thôi không sao này có gì không ờ, có cái sót gem, được á đang cần cái sót gem đó luôn có thêm thì tốt này dục bỏ nè này cất vô sách hả sắt thì cất và bên dưới này Đầy đủ ha. Bên dưới này. Đây là Lapis là Julie. Ngọc Luli. Và đập ra. Ok liền. Cá. Đồ ăn. Mấy món này cất vô. Mình có đèn cày cũng nhiều lắm rồi đó. Chắc cũng đủ hết các loại đèn cày luôn. Ở đây cũng giống như ở bên Nether nó có cái phòng đặc biệt ẩn giấu giống vậy nè thì chúng ta phải đi tới cuối thì mới thấy cái đường đi xuống nhưng mà ăn vậy là vui rồi đó có mấy con nó bị đẩy ra nè không thể nào tới gần được ai go bây giờ ta có thể quay về khu vực trung tâm được rồi đó khoan tháo cái này xuống lên chọn cái phải về đây giờ cần phải coi đồ một cái Tất vô trong này còn mấy cái uh, loot chest loot chest ray chứ không phải loot chest thử coi được gì thầm minh chủ yếu đồ ăn ha Kheo sáu cái bỏ vô tiếp tục thầm Red gravel grenade and the pearl phantom ink botania ngon lành tâm in nè Mực đó Cất vô luôn Cất cái này vô luôn Rồi có năm mươi mấy cái Xong xuôi Shot jam Shot jam Shot jam 4 cái Shot jam 3 cái Không được 4 cái Làm sao được shot jam đây Shot jam Chuyển đổi Từ đây sang mình đã dời cái máy crusher ra một cái chỗ Nó bao hết xung quanh luôn Nhưng mà nó phải vô đúng cái ô À, ngay cái uh, nâng cấp này nè Nó đẹp một cái á Là nó ôm vừa đủ cái Sea ở bốn góc luôn Đẹp lắm Cho nên để đây luôn Nè Sea ở Rồi bây giờ chúng ta sẽ chịu hồi Mother Silverfish Mother Silverfish ơi lên đây Còn cái cục Retour đâu 16 16 thì 16 thôi Đừng có bỏ nhiều quá Bỏ nhiều quá dư Không làm gì cũng đừng tới gần quá tới gần quá hay cũng dính nữa có trứng tùm lum trứng và ta bỏ vô ồ oh, một cảm giác vô cùng ma mị rồi xong dính luôn <laughs> bài ra đứng gần quá cỡ chừng ba ô ở trong đó là dính liền luôn á ê ê ê ê ê ê ê ê ê xong gì vậy? những con quái đâu những con quái đã được bốc hơi đưa vô trong đây đây là action ghê không Mother Silverfish là rất thẳng xuống đây luôn đó còn nó giữ kìa nó giữ kìa đứng kế bên nè đứng kế bên chụp tấm hình cầm cây chai đình coi đó Mother Silverfish rồi xong mình cũng bị làm chậm như Mother Silverfish luôn ui da yeah! ê à, cái máy ngoài kia giúp tôi coi ủa nó không chơi được hả được được hết à, chắc phải cho cái efficiency vô quá à, add on efficiency ồ không có thì phải làm add on efficiency cho nó chạy cái tốc độ nhanh hơn á nghĩa là ra con nào là hốt con đó ồ mà con đó biến mất nó rất chân ba nó rất chân luôn á và trong ngày hôm nay thì để có thể chịu hồi được đủ số lượng cần thiết Mother Silverfish thì mình cũng đã đi lấy đồ thêm từ những khu vực khác cũng có rất là nhiều đồ giá trị luôn á còn đây là Mother Silverfish mình sẽ xử lý để kiếm cho đủ bốn trái tim còn bây giờ mình sẽ thêm tới đây là các bạn trong tập kế tiếp bye bye